Công Phượng không quay lại với V-League. AFC chỉ ra lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Báo Trung Quốc tiết lộ bất ngờ về tương lai của ông Park Hang-seo. Hoàng Đức có cơ hội sang Tây Ban Nha chơi bóng. Với ông Chelsea, những công thần thời huấn luyện viên Park khó đáp ứng được yêu cầu. Công Phượng không quay lại V-League. Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng Công Phượng trở về V-League là không cao. Những ngày qua thì chuyện tương lai của Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi mà câu lạc bộ của cầu thủ này bên rời league, Yokohama FC có thể bị xuống hạng. Trước đó thì Công Phượng không được đội bóng xứ mặt trời mọc sử dụng dù hoàn toàn khỏe mạnh và luyện tập rất chăm chỉ. Trước hoàn cảnh này, một loạt đội bóng trong nước như Hoàng Anh Gia Lai, Công an Hà Nội, Nam Định, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đều đang trải thảm đỏ để chào đón Messi Việt Nam. Tuy vậy, khả năng Công Phượng trở về V-League là không cao. Trước đây Công Phượng cũng từng khuyên Văn Toàn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì quay lại Việt Nam. Lời khuyên ấy dành cho Văn Toàn nhưng nó cũng cho thấy Công Phượng chưa muốn từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài của mình. Còn khi nói chuyện với Công Phượng, với kinh nghiệm của mình, Phượng bảo là hay ở lại chọn một đội bóng khác. Nói chung là rất nhiều lời khuyên nhưng cuối cùng quyết định là của mình và tôi đã trở về Việt Nam, Văn Toàn kể. Và nếu như tiếp tục ở lại Nhật Bản chơi bóng thì Công Phượng nên tìm kiếm cơ hội ra sân ở một đội bóng khác tại V-League, nơi phù hợp hơn với các cầu thủ Việt Nam thay vì lựa chọn những bến đỗ quá tầm. AFC chỉ ra lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Liên đoàn bóng đá châu Á cho rằng đội tuyển Việt Nam có ưu thế lớn tại Asian Cup khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chelsea. Asian Cup sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 tại Qatar. Trước điểm bóng lăn, AFC đã có những đánh giá khá chi tiết về đội tuyển Việt Nam. Theo đó, trong bài viết mới nhất trên trang chủ, AFC cho rằng Việt Nam đang nắm ưu thế rất lớn và có khả năng sẽ thành công tại giải đấu sắp tới. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên từng nếm trải vinh quang tại đấu trường Asian Cup lồng Chelsea. Đội bóng đến từ Đông Nam Á trông cậy vào kinh nghiệm của ông Chelsea để hướng đến một giải đấu thành công, AFC nhận định. Nhà cầm quân người Pháp từng đạt những thành tựu rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và có sự hiểu biết về bóng đá châu Á. Trong khi đó, theo AFC, tuyển Việt Nam vừa trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh, nhưng đây hứa hẹn sẽ là giải đấu để thầy trò ông Chelsea bùng nổ. Việc vào đến tứ kết năm 2019 hay tứ kết năm 2007 là những thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường Asian Cup. Họ có đủ phẩm chất và kinh nghiệm để thách thức những đội mạnh nhất châu Á, trang chủ nhấn mạnh. Phần cuối bài viết, AFC cho rằng dù đã có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện, nhưng tuyển Việt Nam vẫn là tập thể đáng gờm tại giải đấu trên đất Qatar. Ông Park Hang-seo đóng vai trò then chốt trong sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Thì ông Park không còn dẫn dắt đội bóng này, nhưng họ lại sở hữu biểu tượng của chiến thắng là huấn luyện viên Chelsea. Đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng xem tại Asian Cup 2023. Tại Asian Cup, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng đấu rất khó khi có sự hiện diện của tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Theo lịch, ngày 14 tháng 1, thầy trò Chelsea sẽ đá trận đấu ra quân gặp Nhật Bản. Kế đó, lượt là cuộc đọ sức với Indo và Iraq. Báo Trung Quốc tiết lộ bất ngờ về tương lai của ông Park Hang-seo. Báo Trung Quốc cho biết, Liên đoàn bóng đá Singapore đã liên hệ để đàm phán hợp đồng với ông Park Hang-seo. Trong bài viết mới đây, trang Weibo của Trung Quốc bất ngờ xác nhận ông Park đang được một đội bóng quan tâm đặc biệt. Theo trang báo này, hiện phía Liên đoàn bóng đá Singapore đang tích cực đàm phán hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Số phận của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup đang bị đe dọa. Tuyển Singapore, đối thủ của Trung Quốc, đã có một nước đi bí mật. Họ đang đàm phán hợp đồng với ông Park Hang-seo. Singapore là đội yếu nhất bảng, họ chỉ đứng cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Singapore tỏ ra quyết tâm để thay đổi cục diện và điều đầu tiên là thay đổi huấn luyện viên, trang Weibo tiết lộ. Trong những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho biết phía Singapore không hài lòng với huấn luyện viên Takayuki Nishigaya ngay những màn trình diễn thất vọng của đội nhà tại vòng loại thứ hai World Cup. Do đó, họ đang muốn tìm một huấn luyện viên có đẳng cấp cao hơn để thay thế cho ông Takayuki Nishigaya. Nói về điều này, trên báo Trung Quốc tiết lộ, các nguồn tin khẳng định Singapore đã đàm phán hợp đồng với ông Park. Ngoài ra, họ cũng quyết tâm có một điểm trước Trung Quốc. Nếu như tuyển Singapore được dắt bởi ông Park, tuyển Trung Quốc sẽ phải rất thận trọng. Khi đó, trận đấu gặp Singapore sẽ hoàn toàn khác so với trước đây. Chúng ta không được quên trận thua trước tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Hoàng Đức có cơ hội sang Tây Ban Nha chơi bóng. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được câu lạc bộ Cadiz tại giải vô địch La Liga quan tâm chiêu mộ. Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên của Cadiz tại giải vô địch La Liga đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel và tuyển Việt Nam. Cách đây không lâu, đội bóng này cũng đã đón một cầu thủ Việt Nam là Hoàng Vĩnh Nguyên đến tập huấn. Từ những màn trình diễn tốt của Vĩnh Nguyên, Cadiz bắt đầu quan tâm đến các cầu thủ khác trên giải đất hình chữ S và hiện đang muốn có sự phục vụ của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ của câu lạc bộ Viettel có thể hình ấn tượng, thể lực sung mãn kèm tư duy chiến thuật tuyệt vời, được dự báo là có thể thích nghi được nếu như sang Tây Ban Nha. Với phong độ cao tại V-League, Đức đã nhận được sự quan tâm của ít nhất hai đội bóng Hàn Quốc, đó là câu lạc bộ Daejeon Hana Citizen và Jeonbuk Hyundai-Moto. Ngoài ra, Daegu FC hay Pohang Steelers vẫn luôn âm thầm theo dõi về hợp đồng của Hoàng Đức với Viettel FC để tìm cách đưa anh đến cả league.
Với huấn luyện viên Chelsea, những công thần thời huấn luyện viên Park khó đáp ứng được yêu cầu. Nếu như Trương Tiến Anh đáp ứng tốt được trong 3 trận giao hữu ở tháng 10, Văn Thanh liệu có được lên tuyển Việt Nam? Câu hỏi này được dựa trên diễn biến thực tế của tuyển Việt Nam thời ông Chelsea. Trương Tiến Anh đá cả 4 trận đấu giao hữu, 3 trận đầu tiên dự bị và 3 trận còn lại đá chính. Đáng nói là loạt giao hữu trong tháng 10 với 3 đối thủ mạnh có ý nghĩa quan trọng, thì ông Chelsea loại vào Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tấn Tài và đặt kỳ vọng vào tân binh Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, Trương Tiến Anh mắc nhiều sai sót trong 3 trận đấu giao hữu và Chelsea buộc phải thay đổi. Văn Thanh, Xuân Mạnh được gọi trở lại, còn Tiến Anh thì bị loại. Sự thay đổi này rõ ràng không phải mong muốn ban đầu của ông thầy người Pháp. Hoàng Đức là ví dụ thứ hai, tiền vệ Vietheo được xếp đá tiền đạo ảo liên tục thời huấn luyện viên Chelsea và không có cơ hội đá vị trí tiền vệ sở trường. Ông Chelsea cũng không cho Hoàng Đức có cơ hội ra sân trước Philippines và Iraq bởi ông có nhiều phương án chơi hàng công gồm Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn và Đình Bắc. Hiệp 2 trận đấu gặp Iraq, ông Chelsea chọn Thành Long thay cho Tuấn Anh và Hoàng Đức ngồi ngoài. Huấn luyện viên Chelsea nói thẳng Hoàng Đức chưa đáp ứng được yêu cầu của ông. Cần phải nhắc, một loạt gương mặt mới được ông Chelsea sử dụng gồm Tuấn Tài, Minh Trọng, Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Tùng, Văn Cường. Nghịch lý là chỉ huấn luyện viên Chelsea từng nói sau trận U22 Việt Nam thua Indonesia. Vì đấu pháp và lối chơi, tôi nghĩ không có đội bóng nào vượt trội hơn Việt Nam. Mọi thứ đều ngang nhau, tôi nghĩ điểm khác biệt đó là trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ trẻ Thái Lan, Indo được thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia. Tiêu chung lại thì không có gì bất ngờ nếu ông Chelsea tiếp tục gạch tên các trụ cột thời ông Park trong tương lai. Bởi mỗi huấn luyện viên đều có triết lý và cách dùng người khác nhau.